on the sit on a slack box cat Lego lại cat. Nó có chữ nè. Cầm từng xe lên giới thiệu. Xe này trước. Xe này tên gì? Bác Cát. À. Rồi xe nào nữa? John Deere. John Deere. Rồi cái tên đầy đủ của nó là gì? Cái tên Deere. John Deere. Tên tiếng Anh của nó là gì? John Deere. Kích gì? Skitty Loader. À, rồi tiếp. Cái xe kia nữa. Xe này xe gì? Cát. Cat tractor. Uh-huh. Là xe gì? Tiếng Việt là tiếng xe gì? Xe máy gì? Xe máy cày. Ok. Rồi tiếp. Xe này là tiki dumpster. À, xe tiếng Việt là xe gì? Xe đổ gì? Đổ đất. Ok, rồi bỏ xuống. Rồi xe tiếp. Xe này là multi-terrain loader. À. Multi-terrain loader là cái xe súc nhỏ. À, đúng rồi. Còn xe lưu hàng là forklift. Forklift hả? Con làm gì nó gãy làm sao? Đi gãy á. Con để xuống cho nó chạy một đoạn đi. Xe phòng. Anh chạy xuống cỏ thì nó chạy được. À, rồi giờ xong chưa? Xong, hay chưa? Chưa nữa hả? Rồi tới cái gì nữa? Cái chỗ này là cô bác khác là cô khác. Ừ, rồi sao nữa? Còn cái xe này nè, ở thành cái xe ô bộ uy. Rồi xong chưa? Chưa. Lâu lắm mà. Lẽ đi, hết giờ. Ok, xe này nó đã. Rồi, xong ha. Ok, rồi sao nữa? Nói gì? I love you. Bye bye.